Alo, giờ mình làm tới cái phần test design nha. Thì ở trong phần này mình mở cái file mà rất muốn test case ra. Trong cái phần mà record change thì mình bỏ qua nè. Test report bỏ qua luôn. Test case. Tới phần này mình mở lên mình đọc. Thì hồi sáng mình phân công là ai làm chức năng nào thì bây giờ người đó làm chức năng đó tiếp theo. Thì ở cái function name mình nó tương ứng với những mục nhỏ trong phần sáng mình làm á. Đó. Thì trong quá trình làm sẽ biết nó là cái gì. Rồi thì ở bên phần phải nó có phần ship ship name nè, là cái tên để mình đặt cái tên dưới nè. Khi mà mình tạo mới cái ship ra thì mình làm chức năng nào thì mình đặt tên nó giống như vậy nè. Đó, để giáo viên người ta kêu người ta chấm điểm không, ở dưới cũng vậy nè. Ví dụ như Thịnh nó là chức năng sẽ tầng nâng cao thì nó sẽ tạo một cái ship là đăng nhập nâng cao khoảng trắng như thế này nè, đồng bộ hết đó. Thì bây giờ mình chưa thống nhất là tiếng Anh hay tiếng Việt, nhưng tạm thời thì đã viết được tiếng Anh thì viết. Bây giờ cứ theo cái này, theo cái cách đặt tên ship name này, mình đặt tên dưới, đặt tên y chang như vậy. Còn ở cái phần app này, ở trên cái module code này thì mình sẽ ghi cái tên của cái ship đó. Rồi cái test requirement đó, đó là cái tên file của mình. Cái này hầu như file cái ship nào cũng giống nhau á, cho nên mình copy bỏ qua. Còn cái requirement ID á, có nghĩa là cái mã chức năng á, thì mình đang làm chức năng là thêm group này, thì cái mã của nó mã là A5 thì mình bỏ đây là A5. Rồi tester mình tên gì thì bỏ tên vô đây. Rồi xem làm chức năng nào thì mình tạo ship đó. Rồi bốn cái này là mình tạo được đúng không? Bây giờ đến phần quan trọng là cái phần test case description. Thì trong cái phần này á, cố gắng nha, cố gắng copy cái mẫu này nè, copy qua bên bên cái ship của mình làm. Ừ, cho nó định dạng như này để cho nó đẹp, nó thống nhất, nó nhất quán giữa các ship với nhau. Rồi màu sắc cũng vậy luôn nha. Còn mấy cái mà đề mục này nè là do mình nhìn lên trên cái giao diện. Thì với giao diện này, để mà kiểm tra nó thì đầu tiên mình phải kiểm tra layout, xem cái layout của màn hình này nè nó có giống với bản thiết kế hay không. Đó thì mình có một cái bước mình ghi như này, mình ghi vô là kiểm tra bước của giao diện màn hình. Thì hiện tại mình chỉ ghi ra mấy cái đề mục này thôi, mình đừng có quan tâm đến cái ở trong. Cái ở trong hiện tại thì bây giờ nghe một số đứa nó là chưa cần quan tâm đến vấn đề này, nên mình chỉ cần ghi đề mục như thế này là ok. Ở cái chức năng mà ví dụ như tiếp theo mình test tiếng không, thì mình test đến cái trường input nhập liệu này. Thì input nhập liệu thì mình cần quan tâm đến gì, quan tâm đến nó nhập hợp lệ hay không hợp lệ. Thì trong này mình sẽ phân ra hai cái mà kiểm tra dữ liệu cho nó nhập liệu này, thì gồm hai phần dữ liệu không hợp lệ và dữ liệu hợp lệ đó. Thì dữ liệu không hợp lệ thì như thế nào, độ dày giới hạn số thứ tự là bao nhiêu, ghi vô đây đó. Nếu liệt kê được thì quá tốt, còn nếu như không liệt kê được thì tạm thời ở đây. Ví dụ như những cái ô input mà thuộc dạng password á, thì mình nên để chỗ này là ví dụ như là giới hạn ký tự bao nhiêu, có quy định chữ hoa chữ thường hay không, rồi có quy định ký tự đặc biệt hay không, rồi có tránh cái trường hợp mà SQL injection hay không đó, thì mình liệt kê ở đây. Rồi tiếp theo là mình bắt cái sự kiện thêm rất thành công. Rồi mình nhìn vô trong cái form, nhìn cái trang này, cái bay này, mình thấy cái sự kiện action mà save, thì sau khi mà list save mà dữ liệu hợp lệ thành công đó, thì dữ liệu đổ vô đâu, đổ thế bộ nào đó. Rồi ngồi ra mình nhìn trên giao diện này, mình thấy cái nào mà mình nghi vấn, mình đặt câu hỏi, mình test đó. Ví dụ như khi click vào cái drop down list ý liệt này thì nó sẽ ra cái gì đó, thì mình quan tâm đến vấn đề này. Tương tự những màn hình tiếp theo cũng vậy nè. Đó, ví dụ như group manager thì khi sổ này ra thì nó sẽ load dữ liệu này từ bảng nào, group manager thì load những cái dữ liệu từ table nào lên đó. Rồi đăng nhập quyền nào thì được vào cái bảng này chẳng hạn đó, hay là list vào button drop down list group này thì ra nào. Nhưng mà nên nhớ là phải làm cho nó tổng hợp vô trong cái đề mục, có nghĩa là nếu như drop down list á, thì mình tạo cái đề mục là kiểm tra button drop down list. Rồi ở trong mình mới ghi là drop list là button nào đó. Còn sự kiện thêm rút thành công hay là sự kiện list và button cancel chẳng hạn, thì mình đặt nó một cái đề mục tô màu xanh lên. Rồi xuống dưới mình mới để những cái hàng trống như này, để chi biết không, để cái nữa mình bâu cái màu này mình group nó lại đó, thì nó sẽ ra được cái tự này đó, thì nó sẽ ra được cái này để mình mở lên mở xuống được đó. Là nên nhớ nên có cái template mà chừa ra cái hàng trống như này, để sau này đó, mình chọn vào nó mình insert rồi mình chọn enter vào thì nó sẽ chèn cho chúng một dòng, thì cái việc này nó đơn giản hơn ha. Rồi cái phần này anh em cố gắng làm xong sớm 10 giờ sáng mai nộp lại nha. Rồi cảm ơn nhiều nha.